Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lý Hải Minh Hào khoe bộ ảnh tình tứ hẹn ảnh cưới, trang phong độ người người, nàng xinh đẹp xuất sắc. Lộ ảnh hạnh phúc hết nấc của Lý Hải về Minh Hà khiến khán giả thích thú. Lý Hải Minh Hà công khai quen nhau từ năm 2004 và chính thức kết hôn năm 2010. Khi về chung một nhà, cả hai xây dựng tổ ấm với bốn nhóc tỳ lần lượt chào đời với những tên ở nhà siêu đáng yêu như Rio, Cherry, Sunny và Mio. Nhiều năm qua, họ luôn được xem là gia đình kiểu mẫu trong showbiz. Vào chiều ngày 20 tháng 5, trên trang Facebook cá nhân, Lý Hải và Minh Hà đã đồng loạt tung ra loạt ảnh tình tứ hết phần thiên hạ và khiến dân tình đứng ngồi không yên. Có thể thấy trong loạt ảnh này, cả hai đã gây sốt vì những khoảnh khắc đầy ngọt ngào và tình cảm trong đó lý hải đã diện một bộ vest cực bảnh bao khoe phong độ ngời ngời về phía minh hà cô hóa thành mỹ nhân xinh đẹp trong chiếc váy có thiết kế khá ấn tượng hệt như váy cô dâu và gây sốt với nhân sắc xinh đẹp khó ai sánh bằng Lý Hải và Minh Hà tung bộ ảnh ngọt ngào hết phần thiên hạ, cả hai tình tứ hệt như vợ chồng son. Bộ ảnh tình cảm của Lý Hải và Minh Hà khiến nhiều người ghen tị. Lý Hải vẫn giữ được phong độ qua bao năm. Ngay sau khi đăng tải loạt ảnh hạnh phúc của Lý Hải Minh Hà đã khiến đông đảo khán giả thích thú. Có thể thấy qua bao năm, bộ đôi này vẫn giữ được tình cảm mặn nồng như thỏa ban đầu và là gia đình lý tưởng khiến bao người phải ghen tị minh hà hạnh phúc nói về ý trời thừa nhận đi theo lý hải để tô điểm cho chồng tình cảm sâu sắc bền chặt của vợ chồng lý hải minh hà luôn khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ sau nhiều năm kết hôn lý hải và minh hà vẫn duy trì tình cảm đầy ngọt ngào lãng mạn dành cho đối phương. Mới đây trên trang cá nhân, Minh Hà đã hào hứng khoe khoảnh khắc sánh đôi cùng chồng tại một sự kiện. Bên cạnh đó, người đẹp còn hạnh phúc thừa nhận bản thân đi theo Lý Hải chỉ để tô điểm. Hình ảnh mới nhất của vợ chồng Lý Hải Minh Hà, cụ thể Minh Hà tâm sự gặp được nhau là do ý trời, còn có thể nỗ lực ở cạnh nhau không vẫn là do ý người. Thử diện kiểu cánh hồng mong manh đi theo tô điểm cho chồng thế thôi. Minh Hà được nhiều khán giả nhận xét nhan sắc ngày càng lên hương rõ rệt sau một thời gian dài chung sống với Lý Hải. Ở dưới phần bình luận cư dân mạng sau khi ngắm những hình ảnh mới nhất của vợ chồng Lý Hải Minh Hà đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và không khỏi ghen tị. Hai người càng ngày càng giống nhau giữ luôn, quá đỉnh. Ước có được một tình yêu viên mãn nghĩa phu thê như anh chị. Ba mẹ bốn con mà đẹp quá trời chị ơi, ngưỡng mộ gia đình chị quá. Trong mọi lịch trình quảng bá giao lưu với khán giả ở các rạp phim, Lý Hải và Minh Hà luôn như hình với bóng. Cách đây không lâu, bên hạ từng tâm sự với sao star cách vợ chồng cô cân bằng thời gian dành cho công việc và các con tôi và anh hải phải ép mình vào trong một khuôn mẫu chẳng hạn như tối dù làm việc đến 3 đến 4 giờ sáng nhưng sáng 6 giờ tôi vẫn phải ép bản thân mình dậy ôm con rồi ngủ tiếp buổi chiều vợ hoặc chồng phải đi đón con rồi duy trì giờ cơm gia đình tôi khá là lạ hậu rất ít khi để gia đình ăn ngoài đi chơi bởi lẽ tất cả quỹ thời gian rảnh đều dành hết cho con gia đình bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo